Con nghe Phật dạy là mình phải hải đảo tự thân. Vậy thì con phải ứng dụng điều đó trong tu tập như thế nào là đúng? Bởi vì một người hành giả tu tập cần phải có một người thầy hướng dẫn và chỉ dạy. Vậy thì hải đảo tự thân là gì trong trường hợp một người học trò cần một người thầy? Điều đó có cần hay là không? Và con muốn hỏi thêm là... Thôi từ từ. Thôi đứng ở đi nha. Dạ. Bây giờ hải đảo tự thân mà sao cần một người thầy chi nữa? Có lý không? Có lý chứ bộ. Rồi bây giờ này, 24 có chữ cái á, hoặc là 26 có chữ cái trong tiếng Anh á, mình cần bao lâu để mình học nó được? Mình phải viết cả trăm lần chữ A đấy. Nếu mà mình không thực tập như vậy, bây giờ chắc gì mình đọc được? Nếu không có một người thầy, quý vị nghĩ tự mình học 26 chữ đó được không? Hơi bị căng đấy. Ai học? Mình học. Mình là phải mình. Nhưng mà cái người cái dạy cho mình trở thành mình, tức là có một người dạy cho mình cách để hải đạo tự thực. Hiểu chỗ này chứ? Đâu phải muốn hải đạo tự thân mà không có nghệ thuật đâu, không có phương pháp đâu. Phải có cái người chỉ cho mình cái phương pháp trở thành hải đạo tự thân một cách vững vàng nhất. Chẳng hạn như bây giờ hơi thở là của ai? Của cô. Khi ăn ai no? Bụng cô no. Khi ngủ ai ngủ? Cô ngủ. Tất cả những đau khổ ở trong lòng của mình, tất cả sự sống là mình đến đây một mình đi một mình, phải không? Vậy thì mình làm hải đảo chứ sao nữa. Nhưng mà sao cái hải đảo của mình nó cứ nó lung lay qua lại, nó buồn, nó vui, ngoài ý muốn hả? Cho nên Đức Thế Tôn mới nói là dạy cho mình cái cách là giáo pháp đấy, là giới luật ấy, là lời dạy của Thế Tôn ấy, để mình lấy giáo pháp mình làm hải đảo. Thứ nhất, thế nào là giáo pháp làm hải đảo? Nghe nhé. Này anh An hỏi Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, ngày tịch rồi, chúng con nương tựa vào ai? Này anh An, đừng có nương tựa ai hết, hãy lấy giáo pháp làm nơi nương tựa. Thì ít nhất là có một bậc giải thoát tên là Thế Tôn Sakyamuni Buddha ra đời, để ngài nói cái cách cho chúng ta nghe rằng: con không phải là loài vật nhé, con không phải là cái nơi mà, con không phải là cái loài mà, con sống nhờ vào cái thế giới bên ngoài, qua cái cách ăn, ngủ, sinh sản rồi chết. Và có thức ăn ở bên ngoài hay không, con không thể tạo được. Con vật ở đâu có trồng trọt được. Và nó không có nhu cầu thương yêu, nó chỉ có cái nhu cầu vật lý, sống và nương tựa thôi. Và nó không biết là nó ngày mai sẽ chết. Bé thơ cũng không biết, nó có cái biết. Và bé thơ nó không có suy nghĩ, nhưng nó không biết rằng nó đang không có cái suy nghĩ. Biết chứ. Và người lớn của mình, dù mình khổ đó, nhưng mà mình biết mình khổ. Cái biết của mình đó chính là cái hải đảo tự thân. Làm sao mình biết mình có cái biết đó nếu như không ai chỉ? Có một người tên là Phật nói cho mình nghe: con có một cái thứ mà loài vật không có, bé thơ không có, người bệnh chưa chắc có mà tu được, người đang khổ có mà xài không được. Và con hãy lấy cái biết đó để trên cái thân của con, trong tất cả hành động, đi đứng nằm ngồi, trong từng phần của cơ thể, trong hơi thở, trong 32 cái thể trược. Đó gọi là quán thân trên thân. Con có cái cảm thọ đó, vui, buồn, dễ chịu, khó chịu của thân và tâm, để cái biết nó lên là quán thọ trên thọ. Con có cái si tư vui buồn, giận hờn, trách móc, nhớ nhung, âu lo, muộn phiền là cái tâm con đó, để cái biết đó lên cái tâm, quán tâm trên tâm. Và những cái ý niệm ở trong cái tâm đó, quán thọ trên thọ. Thân thọ tâm pháp ấy ở trong lòng con. Nhưng con có một cái thứ là mặt trời ở phía sau những cái đám mây thân thọ tâm pháp đó. Mặt trời nó có khả năng chỉ ra những thứ, chỉ mặc ra những thứ, che đậy chính nó là những đám mây. Làm sao mình biết trên trời có mây? Vì phía sau nó có mặt trời. Làm sao mình biết đó là phiền não? Mình nói là tôi đang sân đó nha, coi chừng á. Tức là mình biết mình đang sân. Tức là cái biết nó nói cho mình biết đó là một cơn sân. Thì việc của mình là quay về và nhìn cơn sân đó, gọi là hải đảo tự thân. Quán thân thọ tâm pháp đó chính là hải đảo tự thân. Này Anan, sau khi ta tịch, nếu có vị tỳ kheo nào mà quán thân thọ tâm pháp như vậy nhiệt tình, đó là người đang đi trong đường giải thoát giác ngộ.
Hải đảo tự thân còn có nghĩa nữa là khi mình thương một ai, mình được quyền chọn lựa mình thương người đó. Khi mình không thương người đó, mình được quyền chọn lựa say goodbye với người đó. Tức là nghiệp của mình với cái hành động là cái nhân, mình được quyền toàn vẹn để hành động, nhưng mình không được quyền tự do lánh khỏi cái kết quả của cái nhân đó. Hải đảo tự thân là mình có cái tự do để thực hiện một hành động, một suy tư và một ngôn ngữ, nhưng mình không có tự do để mà chạy trốn khỏi cái hậu quả của thân khẩu ý đó gây ra. Như vậy, ta chỉ cho con biết hãy sử dụng cái tự do đó để làm cho con giải thoát và tự do hơn. Đừng lấy cái tự do đó với một chút nỗi buồn, niềm vui, sợ hãi, cô đơn, nghiệp lực, ái dục vô minh trong lòng và tạo ra một cái kén để rồi nếu ai ở ngoài kia có một cái kén, họ nhốt con vô, con buồn quá trong đây, con quơ trời quơ, thì họ nghe và mở ra cho con thoát. Còn nếu con lấy cái tự do của mình bằng một chút sợ, chút buồn, chút vui, tạo ra một cái kén và con nhốt, con khóa con ở trong đó, thì khi con buồn, con khổ, con cô đơn, con nói quơ trời quơ, ai mở cho con? Nên lấy tự do đó tạo ra tự do, đừng lấy tự do đó tạo ra cái nhân của ràng buộc. Và chúng ta, cái thân này, nếu như mình có trang trí nó cỡ nào, mình có giàu có cỡ nào, mình có nó bao nhiêu thứ trên đời, nhưng nội dung bên trong nó mà một đống rác, giá trị chỗ nào đấy? Thầy ngồi đây, cái bộ áo này không làm nên ông thầy tu. Quý vị ngồi đó, những thứ quý vị đeo, chiếc xe quý vị đậu dưới kia, người thương quý vị có, không làm nên giá trị quý vị. Nhưng ngồi đây, những thứ trong lòng con, những thứ trong lòng quý vị, bao nhiêu bình yên và hạnh phúc, nói lên con người của mỗi chúng ta là ai? Phải không? Đâu phải những gì chúng ta có. Những gì chúng ta có đó là một cái hòm, là một cái quan tài. Nếu cái tô vẽ lên đẹp đến mức độ nào, giá cả có mua đến có bao nhiêu mắt, quý vị có thích quan tài đó chui vô nằm không? Không. Thân này ngủ uẩn có đẹp bao nhiêu chân nữa, cái giàu có bao nhiêu chân nữa, nó cũng chỉ là một cái quan tài không hơn không kịp. Nếu như bên trong đó không có một cái năng lượng sống hoan hỷ, hạnh phúc, tu tập mỗi ngày, thì cái thân này nó chỉ hiểu hai thứ thôi. Một là tồn tại, hai là sinh sản. Có một cái nữa thì chết mà thôi. Nó không dẫn mình đi đâu hết. Cái thân giới hạn này nó dẫn thẳng mình đi tới nghĩa địa. Vậy con hãy lấy cái tự do của một kiếp người này, con tạo ra tự do nhé. Tức là từ sáng là kiếp người, con làm những hành động thiện, bỏ ác, thanh lọc thâm tâm là đi ra sáng. Và ai phải có một người thầy chỉ cho con cái con đường đi đó, giới định tuệ. Cho nên người thầy là bản đồ. Ngày xưa muốn đi vào rừng phải cần bản đồ, muốn khai phá một vùng đất phải cần bản đồ. Ngày nay chạy trên xe đi rap, đâu đâu có một cái giọng rất lạ, 5 phút nữa bạn rẽ trái, 2 phút nữa bạn quay lại, 3 phút nữa bạn rẽ phải, bạn gần đến điểm tới nơi rồi, và tới cái nói bạn đã đi lộn. Tức là Đức Phật là một cái GPS. Biết GPS là gì không? GPS là tiếng Anh là gì? Nói chung là một cái hệ thống cài đặt ngoài hành tinh, vệ tinh, để nó chỉ đường cho mình đi. Thì Đức Phật là một cái GPS hiện đại, chỉ đường cho mình đi đến giải thoát. Còn được thôi, anh muốn đi một mình, có đấy. Nhiều kẻ thích đi một mình đến thế gian này. Ta có vợ, ta có chồng, ta có con, ta thích làm mọi thứ trong bản thân ta, ta không muốn nương tựa ai hết. Được thôi, nhưng mà anh đi vòng vòng sao nó lâu quá, không thấy hạnh phúc mà khổ đau hoài. Anh mới đọc sách, cái anh thấy cái bản đồ, cái anh đọc cái bản đồ mà sao nó nói đông nói tây, sao nó vòng vòng do hoài, nó cũng bị lạc quẻ trong nó đi mà cũng bị lạc luôn. Xong cái anh đi tìm cái người viết ra cái bản đồ đó, cái anh gặp một ông thầy và anh bắt đầu nương tựa ông thầy đó.
Nhưng không may ông đi vào nhà vệ sinh cái ông chết mất. Ví dụ vậy. Hay ông đang tu nửa đường cái ông về đời luôn. Anh cũng chơi vời. Vậy thì còn một cách nữa. Anh hãy giọt lên cái xe buýt. Anh ngồi đó nhắm mắt lại và nó chở anh đi. Và khi mà anh lên cái xe buýt, anh nhắm mắt lại, anh chở anh đi, thì cái tôi bản ngã của anh không được qua được, phải bỏ xuống đấy. Chứ anh ngồi ở phía sau xe mà anh điều khiển cái ông lái xe là hai chúng ta sẽ xuống bụi. Vậy thì khi nào mà anh cần một người thấy, khi tâm của anh hoàn toàn biết là mình đã đi một mình và lạc đường từ bao nhiêu kiếp, rồi mình lấy một cái bản đồ rồi mình cũng lạc đường, nó chỉ mình đông tây và mình không có ai hướng dẫn cái đường nào cho nó làm cái rột. Rồi mình gặp một người, nhưng mà mình vẫn cứ chống đối, cứ muốn sai bảo họ, cứ muốn làm ABC, cái này phải làm cái này nhân thầy, cái này thầy phải như thế kia nhân thầy. Mình chưa bao giờ là một người học trò, trọn vẹn là một người học trò, chưa bỏ cái tôi của mình xuống. Mình còn muốn tạo tác, thì cứ tạo tác đi, cho đến khi nào ngán ngẩm rồi, bỏ cái tôi mình xuống và nghe trọn vẹn cái lời dạy của Đức Thế Tôn, hay có một vị thầy mà mình thờ kính và đang tu tập theo. Tức là mình đi cách thứ tư, giọt lên xe buýt, nhắm mắt lại và giao số phận của mình cho vị thầy đó. Vậy mình hỏi, thầy ơi sao con biết vị thầy đó đi đúng đường? Nó dẫn xuống bụi sao? Câu hỏi lớn đấy. Và nhiều lắm đang dẫn nhau, manh dẫn quần manh. Người mù đang dẫn người mù. Vậy làm sao mình biết? Khi mình ngồi với một người thầy, mà cái giới hạn, cái tôi mình bị rung động, bị sợ hãi, nhưng mà mình vẫn muốn ngồi, đó là mình tìm đúng vị thầy mình đấy. Còn muốn mà mình ngồi với cái người mà họ đang ru ngủ, họ đang là ôm ấp, thì đó là người bạn mà thôi. Một người bạn là người làm hài lòng cái tôi giới hạn của mình. Một người thầy là một người ngồi với mình và làm cho mình run rẩy cái giới hạn đó, và mình phải tìm cách thoát ra và chuyển hóa cái giới hạn của mình. Đó là người thầy đích thực. Ngồi với một người thầy mà cái người đó mình không cần làm gì hết và mọi chuyện ok. Còn mình ngồi với họ mà mình biết làm mọi thứ, đó không phải là người thầy mình. Mình ngồi với một người thầy thì tâm của mình phải thực sự là nhỏ bé giống như đại dương kìa. Tâm của mình là giống như một ngôi sao giữa bầu trời kìa. Đó là người thầy đích thực của mình. Ngồi với người thầy, họ sẽ dẫn mình đi tới cái mênh mông bát ngát, cái không giới hạn, thoát khỏi cái vô minh ràng buộc giới hạn của bản thân mình. Mình có cảm giác rất là đặc biệt với người thầy đó. Bằng không, nó sẽ từ một cái cung kính tôn giáo, niềm tin, chuyển qua một cái ái tình ràng buộc. Nó không còn là thầy trò nữa, mà nó còn là bạn bè, và nó bắt đầu chiếm hữu nhau. Đó là một vấn đề khác. Như vậy, hải đảo tự thân là anh có cái thân người. Ok. Và thân người đang khỏe, và phải có cái người chỉ cho anh sử dụng cái thân người đó, từ sáng đi ra sáng, từ tự do đi ra tự do. Thì cái con người đó là một vị thầy cần thiết. Đơn giản, hãy thở vào, hãy thở ra. Bấy nhiêu thôi mà mình thở mà nó buồn ngủ và nó trạo cử miết, ông thầy không phải nhắc lại chục lần ấy, không phải chuyện chơi. Hải đảo tự thân có nghĩa là anh thương với ai, anh ở với ai, anh thương ai, thì cái người đó phải giúp cho anh trở về và vững vàng với anh. Còn anh thương mà anh đánh mất mình, anh hệ lụy vào họ, anh đau khổ ngày một nhiều hơn, thì anh không còn là anh nữa. Thì Đức Phật dạy là con thương ai, con ở với ai, con làm cái gì bất kỳ, nhưng cái thứ đó, cái người đó làm cho con trở nên con người chân thật của con nhất, hãy là chính mình. Con tìm thấy con qua họ thì đó là người con xứng đáng nên ở. Đó là một người thầy của con.